Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chân dung bà Nguyễn Thị Thu Hương, người gửi đơn xin thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của nghệ sĩ Hoài Linh. Chiều ngày 29 tháng 5 năm 2021, trên các diễn đàn giải trí đồng loạt lan truyền tờ đơn của Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch gửi tới Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyển đơn nêu rõ, ngày 25 tháng 5 năm 2021, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được đơn từ ngày 14 tháng 5 năm 2021 của bà Nguyễn Thị Thu Hương, ngụ Hóc Môn, đề nghị việc xem xét thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Hoài Linh và cấm phát sóng các chương trình truyền hình có sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của pháp luật, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thu Hương đến Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Phóng viên đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Thu Hương, bà đã xác nhận thông tin trên là đúng sự thật. Tôi xác thực thông tin là đơn tôi gửi đến các cơ quan chức năng đã nhận và có phản hồi, bà Thu Hương đã chia sẻ. Bà Nguyễn Thị Thu Hương cho biết bà chỉ là một công dân bình thường, việc gửi đơn đề nghị thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Hoài Linh theo bà là việc cấp bách của một công dân. Bà cho hay thời gian qua Hoài Linh vướng vào ồn ào về việc chưa chuyển 13 tỷ đồng từ thiện cho miền Trung sau 6 tháng kêu gọi. Điều này gây mất lòng tin của khán giả với nghệ sĩ. Bên cạnh đó, lối sống của Hoài Linh theo bà Thu Hương là không phù hợp với một nghệ sĩ ưu tú. Sau khi có câu trả lời từ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, tôi sẽ thông báo và chia sẻ thêm với mọi người, bà Thu Hương nói thêm. Bà Nguyễn Thị Thu Hương sở hữu kênh YouTube có gần 150.000 người đăng ký. Trong thời gian qua, bà Thu Hương liên tục live stream nhắc về Hoài Linh. Các video của bà thu hút hàng trăm lượt xem. Bà cũng tỏ thái độ không đồng tình việc Hoài Linh ngồi ghế ban giám khảo thách thức danh hài của bảy. Ngày 10 tháng 1 năm 2016, Hoài Linh được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Anh là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được phong tặng danh hiệu này, đồng thời cũng là trường hợp được đặc cách nhận danh hiệu bỏ qua một số tiêu chí như huy chương đạt được qua các kỳ hội diễn. Những ngày qua, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh gây tranh cãi khi thừa nhận chưa chuyển 13 tỷ đồng tiền ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai mà anh đứng ra kêu gọi quyên góp cách đây hơn 6 tháng. Theo Hoài Linh, việc chậm trễ này là do khi định đi miền Trung thì gặp một phần bệnh dịch và một phần anh phải điều trị bệnh ung thư tuyến giáp phải mổ, xạ trị nhiều lần nên phải nằm dưỡng bệnh và cách ly. Ngoài ra, nam danh hài còn phải làm trưởng ban tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài nên đã nhiều tháng qua chưa đến tận nơi trao quà cho người dân được. Ngày 25 tháng 5 năm 2021, các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi xác nhận với báo giới trước đó họ đã nhận được kế hoạch về địa phương làm từ thiện từ nghệ sĩ Hoài Linh. Dẫu Hoài Linh đã lên tiếng trần tình nhưng nhiều khán giả vẫn không đồng tình. Nhiều tài khoản đã tấn công vào các fanpage của công ty giải trí nhãn hàng mà Hoài Linh đang hợp tác làm hình ảnh đại diện. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.